Hello, thầy xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chữa đề Writing Task 2 của trang YouTube IELTS Fighters nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn vào một cái task gần đây. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cũng như là viết bài các bạn nhé. Okay, the task is here. In recent years, new reports and social media often focus on serious problems and scary emergencies rather than positive developments. Some people think it is harmful to many individuals and to society. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Write at least 250 words. Rồi, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm khi chúng ta đọc cái đề xong, đó là chúng ta phải xác định được xem cái loại đề này là gì. Thì thầy nhắc lại, nó có 3 loại đề chính thôi các bạn nhé. Đừng có chi nhiều quá, có 3 loại đề chính thôi. Loại thứ nhất, đó là người ta sẽ yêu cầu mình những cái ý tưởng, ví dụ như là hãy nêu cho tôi những cái lý do, những vấn đề, những hậu quả, những cách khắc phục, những ưu điểm hay những nhược điểm. Đó gọi là những cái ý tưởng mà mình cần phải tìm ra. Loại thứ hai, đó là người ta đưa cho em một cái vấn đề, người ta hỏi em có đồng ý hay không, giống như cái đề này vậy nè. To what extent do you agree or disagree? Đấy, người ta hỏi ý kiến riêng của em, vậy thì người ta đang hỏi về opinion. Personal opinion. Đấy, được chưa? Đó. Và loại thứ ba, đó là dạng hỗn hợp. Nó vừa có một chút ideas, nó vừa có một chút ý kiến riêng của mình ở trong đó. Đấy, vậy thì có ba loại thôi, các bạn nhớ nhé. Đó. Rồi, tiếp theo. Sau khi mình xác định được cái loại rồi, là personal opinion rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta phân tích coi cái đề này nói về cái gì. In recent years, new reports and social media often focus on serious problems and scary emergencies rather than positive developments. Thì ý của người ta, thầy có thể viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều được ha, nhưng mà thầy sẽ viết bằng tiếng Anh nha. Ý của người ta nói là social media focus on serious problem, right? Scary emergency, right? Instead of positive development. Đấy, được chưa? Rồi, vậy thì cái mục tiêu của người ta là như vậy các bạn nhé. Đó, cái topic của người ta là như vậy. Và cái nhiệm vụ của chúng ta nè, đó là mình sẽ phải đưa ra ý kiến cá nhân của chúng ta. Personal opinion nha. Đó. Và sau khi đưa cái personal opinion rồi, ví dụ như là các bạn chọn agree đi. Thì sau khi agree xong, các bạn sẽ phải explain why you agree. Đấy, được chưa? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là như thế. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào viết các bạn nhé, phân tích và viết. Thì thầy nói luôn, thầy theo chủ nghĩa đó là thầy không có soạn hết tất cả rồi sau đó thầy mới viết, mà thầy sẽ soạn từng đoạn rồi thầy viết, được chưa? Trước khi thầy soạn thì thầy sẽ xác định rõ xem coi là cái bài viết của mình gồm có những cái gì. Thì tất nhiên là sẽ có một cái đoạn introduction rồi, tiếp theo là hai đoạn bodies. Thì thầy nói thầy agree đúng không? Vậy thì thầy phải nói, ví dụ như là thầy phải nói là đoạn body one, tại sao là nó có hại gì về individuals, sau đó nó có hại gì về society, có rất là nhiều cách để chia body, được chưa? Nhưng mà hiện bây giờ trong đầu thầy có được cái ý như vậy. Đó, được chưa? Trong đầu thầy có được cái ý như vậy nha. Đó, rồi. Một cái ý khác nữa thầy đang có trong đầu, đó là khi mà người ta nghe những cái thông tin xấu thì dĩ nhiên là người ta sẽ cẩn thận hơn đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng sẽ cảm thấy hơi bị tiêu cực. Bây giờ em thử tưởng tượng xem cái cuộc sống mà em mở mắt lên em cứ thấy trên Facebook của em toàn là những cái tin buồn rồi chiến tranh này kia không? Em sẽ thấy rất là tiêu cực đúng không em? Đó, vậy thì các bạn để ý mình phải viết như thế nào đó mà nó cân bằng cả hai bên, nó công bằng nha. Đó, được chưa? Vậy thì bây giờ good news, positive news thì hiếm. Bây giờ mình nói là mình để ở phía sau đi. Bây giờ những cái bad news nè, nó harmful như thế nào? Mình có thể giải thích nó ra. Đó, và khi mà nó harmful như vậy thì positive developments nó giúp ích gì để cho mọi người không cảm thấy bị tiêu cực nữa. Đó, ví dụ như vậy. Được chưa? Rồi, cái plan của thầy trên tinh thần là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào trước. Thì tới cái đoạn body rồi mình mới bắt đầu mình suy nghĩ. Bây giờ mình viết phần introduction trước. Được chưa? Rồi, mình sẽ không viết introduction ngay các bạn nhé, mà mình phải soạn ý. Đúng chưa? Mình phải soạn ý trước. Đó, thì thầy sẽ có một số ý. Rồi, bây giờ để nhìn lại trên cái bài nha.
in recent years. Okay, new report, social media, right, news report, social media, thầy có thể soạn thành là the press. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp theo này. Social media mình có thể dùng chữ online community. News outlet. Rồi, được chưa? Thầy đang dùng những cái từ đồng nghĩa với những cái ở trên đời mình có. Đấy, focus on mình có thể dùng concentrate on. Đấy, được chưa? Rồi, những cái serious problem, để thầy viết thành những cái câu bình thường để em dễ nhìn ha. Các bạn dễ nhìn nha. Rồi, thầy xin lỗi. Rồi, serious problems, đúng không? Vậy thì mình có thể đổi thành từ gì được ta? Serious problems. Có thể đổi thành severe issues. Đấy, mình đang chơi từ đồng nghĩa thôi. Đấy, khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi, scary emergency. Hồi nãy nhớ nè, emergency. Đúng không ta? Scary emergency. Đây, đúng rồi. Scary emergencies. Mình có thể đổi thành life threatening situation. Đấy, được chưa? Rồi. Thầy có thể nghĩ được thêm nữa đó. Người ta viết những cái bài báo mà về những cái chuyện kinh dị như vậy là để giật tít, đúng không các bạn? Làm giật gân đấy. Create a sensational headline. Right. Some people think. Thì cái chữ think đó thầy có thể dùng một chữ khác. Đó là chữ opine. Right. Opine that, đúng không? Đấy, rồi gì nữa ta? Harmful to many individuals and society. Rồi, cái chỗ đó ha. Harmful to individuals and to society, đúng không? À, rồi, vậy thì mình có thể đổi lại thành đó là mentally devastating to many civilians and their community. Đấy, được chưa? Đó. Rồi, mình soạn được một số từ vựng để mà mình viết rồi. Bây giờ chúng ta khoan. Hồi nãy là mình nhớ là mình cần phải trả lời là I agree, đúng không? I agree. Đó, được chưa? Rồi, soạn ý về từ vựng xong rồi. Nhớ là mình phải trả lời cái câu hỏi rồi. Bây giờ mình mới viết nè. Đấy, được chưa? Viết. Để sẽ in màu xanh lên cho các bạn dễ nhìn hơn nha. Rồi, đây là introduction ha. Và đây là đoạn viết nè. Rồi, ok. Mình sẽ dùng những cái từ mà mình đã soạn trên này. The press recently has been concentrating on reporting on the more severe issues in life. Có thể liệt kê ra thử. Such as terrorism. What else? And climate change. Or on life-threatening situation. Namely, liệt kê đó thì dùng chữ namely. Namely, gì được ta? Namely, forest fire, school shootings in the U.S. In the U.S. and imminent world war. Đấy, được chưa? Chiến tranh này kia. Đó. It creates several sensational headlines, right? Để làm gì ta? To feed the online community. Regardless of their age. Đúng không? Mọi độ tuổi đều nghe những cái thông tin này. Trẻ cũng biết chiến tranh, người già cũng nghe về chiến tranh. Đấy, rồi. Ok. Rồi sau đó mình đến cái đoạn là nó harmful như thế nào nè. Rồi, bây giờ mình paraphrase nó nha. Many people thus think, đổi thành opine that this choice in ưu tiên cái việc đăng tin xấu, đúng không? Prioritizing negative news.
and the lack of positive ones, such as recent medical breakthrough, is mentally devastating to many civilians and their community. Đó, những cái từ mà nãy giờ thầy soạn ở trên ý đó, bây giờ mình sẽ áp dụng nó vào. Được chưa? Đây là một quá trình nha, các bạn phải luyện tập các bạn mới làm được giống thầy ha. As it creates a gloomy atmosphere, đúng không? Nó làm cho một cái bầu không khí ảm đạm. And a pessimistic viewpoint in life. Đấy, được chưa? Một cái bầu không khí ảm đạm và một cái góc nhìn tiêu cực, bi quan. Đấy. This essay will elaborate. Thay vì chỉ explain thì dùng chữ elaborate ha. On why I think I think the aforementioned opinion might be true. True hả? Đó chỉ relevant đi. Nghe nó hay ha. Đấy. Xong về cái phần introduction rồi. The press recently has been concentrating on reporting on the more severe issues in life, such as terrorism and climate change, or on life-threatening situations, namely forest fire, school shootings in the US and imminent world war. It creates several sensational headlines to feed the online community, regardless of their age. Many people thus opine that this choice in prioritizing negative news and the lack of positive ones, such as recent medical breakthroughs, is mentally devastating to many civilians and their community, as it creates a gloomy atmosphere and a pessimistic viewpoint in life. This essay will elaborate on why I think the aforementioned opinion might be relevant. Rồi, bây giờ mình tới body các bạn ha. Bây giờ mình suy nghĩ về body one nè. Bây giờ mình agree đúng không? Rồi, mình suy nghĩ, soạn ý coi. Ok. Thầy nhắc lại nha, là có nhiều cách viết ha, có nhiều cách suy luận khác nhau ha. Miễn là mình ưu tiên mình suy luận sao cho hợp lý nha. Hợp lý là tốt ha. Hợp lý mình sẽ được điểm cao. Rồi, ok, bây giờ mình agree nè, mình đồng ý nè. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ trước tiên hết á, mình phải công nhận rằng á, là cái việc đăng tin buồn, tiêu cực á, hoặc là những cái tin xấu, nó quan trọng ha. Nó cần thiết đây, không phải quan trọng, nó cần thiết để cho người ta biết được những cái gì đang, những cái điều xấu gì đang xảy ra trong xã hội để họ tránh đi các bạn, đúng không? Đó, vậy thì nó cần thiết ha. Đó, rồi giúp mọi người cập nhật thông tin nè. Đây, được chưa? Nhưng mà quá nhiều á thì sẽ làm người ta bị tiêu cực, đúng không? Tiêu cực, depressed. Ok, rồi cái ý của mình như vậy ha. Bây giờ mình soạn từ, mình soạn ý xong rồi bây giờ mình soạn từ. Ok, công nhận là acknowledge, report bad news, worrying stories, saddened, bị buồn đó, tính từ nha. Keeps people updated with things happening around the world, đúng chưa? Đó, giúp mọi người cập nhật thông tin về thế giới xung quanh mình đó. Rồi, cái gì nữa ta? Một số ví dụ đi, chuyện những cái chuyện gì đang xảy ra ta, ví dụ như là chiến tranh giữa Nga với Ukraine, đúng không? War between, thầy đang đưa về những cái ví dụ, bây giờ mình đang nghĩ về những cái ví dụ. War between Ukraine and Russia. Cháy rừng ở California. A forest fire. Mực nước tăng lên ở Việt Nam, đúng không? Mực nước biển tăng ấy. Increased sea level in Vietnam. Rồi nãy nè, school shootings in America. Không nghe hồi là thấy mệt rồi. Right. Create a gloomy feeling
after reading, right? I feel depressed now. Feels like the world is ending, right? Chaos ensues. Chaotic time. Lose hope, lose motivation to continue life or work. Đấy, thầy đang soạn ra một vừa soạn từ vừa soạn mấy cái ý bằng tiếng Anh ha. Đấy, rồi ok, bây giờ mình viết thử nha. Mình viết cái body one ha. Alright. It is firstly we must firstly acknowledge that the reporting of bad news and a worrying story are crucial to many communities around the world. These pieces of news, such as the current war between Ukraine and Russia, the annual California forest fire, the increased sea level in Vietnam that helps sink Ho Chi Minh City a few centimeters yearly, and school shootings in America create a gloomy and depressing feeling for the readers, and these readers often become lost in their thoughts because of it. Reading too much into these negative news, and one may harbor the thought that the world is coming to an end, that chaos will ensue. Thầy dùng thì khác để thầy khoe thì của thầy lên. Ok, gì nữa ta? Ok, thêm ý nữa đi. And that their little contribution to the world, either as a teacher or a carpenter, really does nothing to improve. These problems. Okay. This constant reminder makes people lose hope and motivation to continue their life and to remain steadfast in pursuing their professions. Okay, để coi thử nha. We must first acknowledge that the reporting of bad news and worrying stories are crucial to many communities around the world. Okay, đúng rồi ngữ pháp ha. These pieces of news, đúng rồi ngữ pháp ha. Such as the current war between Ukraine and Russia, sai chính tả nè. The annual California forest fire, the increased sea level in Vietnam that helps sink Ho Chi Minh City in a few centimeters yearly, and school shootings in America
creates these pieces là số nhiều, vậy thì create là không có thêm s. A gloomy and depressing feeling for the readers, and these readers often hai chữ readers ở đây hả? And these people, citizens, and these citizens often become lost in their thoughts because of it. Reading too much into these negative news, and one may harbor the thought that the world is coming to an end, that chaos will ensue, and that their little contribution to the world, either as a teacher or a carpenter, really does nothing to improve these problems. To mend these problems. This constant reminder makes people lose hope and lose motivation. Lose hope and lose motivation to continue their life and to remain steadfast in pursuing their professions. Ok, perfect. Có một vài lỗi sai nhưng mà sau đó thầy đã sửa được rồi. Khá là ổn ha. Bây giờ đến body 2 nè. Body 2. Rồi bây giờ tìm ý cho body 2 nha. Rồi bây giờ cái giai đoạn này á, là mình nói về những cái positive news nè, đúng không? Positive news. Đó, new development gì nè. Đó, được chưa? Rồi, ok, những cái này nó làm gì? Nó giúp cho người đọc, người nghe, người ta có lại niềm tin, đúng không? Believed in the good of humanity. Nói gì nữa ta? Giúp restore faith, right? Restore faith. Become happier as they know they are contributing to the world. Nó ngược lại, đúng chưa? Nó cũng giúp cho người ta nghe được những cái thông tin xung quanh đời sống, xung quanh thế giới, nhưng mà nó tạo ra những cái cảm xúc tích cực. Đó. Và thầy nghĩ nha, là cái balance, một cái sự cân bằng giữa tin tốt và tin xấu, nó sẽ giúp cho người nghe, người đọc, người ta có một cái cách góc nhìn khách quan, đúng không? A good view point, a good view of life and the world. Như vậy. Rồi. À, một cái sự cân bằng thì nó sẽ tốt. Chứ ưu tiên tốt quá cũng không đúng, mà ưu tiên xấu nhiều quá cũng không đúng. Rồi, bây giờ thử biết ha. Biết nè. Ok. Right. Okay. These overwhelming news, however, những cái tin mà nó rất là xấu này á, thì nó có thể bị lật ngược lại, nó bị giống như là bị counter lại bởi những cái news tốt, good news, right? Can be directly countered by the presence of positive ones. Okay. Giả sử như nó có nhiều hơn đi. Should there be more of them in the news feed of someone's Facebook page? Đúng chưa? Giả sử như là nếu mà trong một cái trang Facebook của một cái người nào đó, cái news feed của họ có nhiều những cái tin tốt đẹp hơn, thì nó sẽ giúp cho người đó có tinh thần tốt hơn, đúng không các bạn? Đó. Rồi. A report about the reduction in insulin price. Thầy đang đưa ra một cái ví dụ ha. Đó, một cái sự giảm tiền của cái thuốc insulin. Được chưa? Đó, một cái bài báo cáo nói về cái sự giảm tiền thuốc insulin. Được chưa? Đó, đưa ví dụ ha. For example, will certainly light up the mood of a diabetic citizen. Right, những cái người mà bị béo phì ấy, bây giờ họ biết là thuốc của họ giảm giá rồi thì họ tất nhiên sẽ vui chứ, đúng không? Lighten up the mood ta. Will certainly lighten up the mood of a diabetic citizen. Right, okay. Tiếp theo, ví dụ gì nữa ta? Cái người này tại sao người ta cần thuốc ta? À rồi, ok. Mình có thể giải thích ra thêm tại sao người ta cần thuốc.
who is struggling to make ends meet and to afford their medicine. Right, okay. À, có vẻ ổn hơn. Và một cái nữa này. Bây giờ đưa thêm một cái ví dụ nữa coi. Another instance we can mention is the internationally televised court winning of a certain actor. Thầy đang nói về một cái chuyện gần đây ha, có một cái hai người diễn viên người ta kiện tụng với nhau. Đó, thầy đang lấy một cái lý do này nè. Đây là một lý do, đây là một cái câu chuyện tốt đúng không? Đó. Cái người nạn nhân người ta chiến thắng. Đây là một cái tin tốt, đúng chưa? Đó, okay. Another instance we can mention is the internationally televised court winning of a certain actor. A certain actor, có nên gọi nêu tên ra, ta hơi khỏi nêu tên đi. Suffering from domestic violence against his perpetrator. Ông thắng cái người đã bạo hành ông, đúng chưa? Đó, right. Which cái điều này á, nó giúp cho những cái người nạn nhân khác, người ta tin tưởng vào pháp luật hơn, đúng không em? Đó, họ sẽ dũng cảm, họ nói, họ báo với những cái người công an này kia để họ nhận được sự giúp đỡ. Which plants, plants này là giống như là ươm mầm vậy đó. Đấy, dùng chữ plan ha. Sẽ nghĩ cái. Which plants hope to abuse victims around the world and plants the thought that justice will always prevail and your voice if truthful as your voice if truthful will be heard loud and clear. Alright, this type of news, rất là tiếc là cái loại, những cái loại tin này là rất là ít đúng không? Sadly is rarer than the pessimistic ones, as it is often deemed not as sensational as the counterpart. Alright, yeah, cái lý do mà những cái tin tốt á, ít được đăng á, là bởi vì nó không có gây hấp dẫn cho người đọc mấy. In my opinion, bây giờ nói về cái chuyện balance này. In my opinion, a balanced, truthful representation and coverage between good and bad news will help the viewers develop a fair and all-rounded viewpoint on the world they are living in. Okay, đọc lại nha. This overwhelming news, however, can be directly countered by the presence of positive ones. Should there be more of them in the newsfeed of someone's Facebook page? A report about the reduction in insulin price, for example, will certainly lighten up the mood of a diabetic citizen who is struggling to make ends meet and to afford the medicines. Another instance we can mention is the internationally televised court winning of a certain actor suffering from domestic violence against his perpetrator, which plants hope to abuse victims around the world and plant the thought that justice will always prevail and your voice, if truthful, will be heard loud and clear. This type of news, sadly, is rarer than the pessimistic ones, as it is often deemed not as sensational as their counterparts.
in my opinion, a balanced, truthful representation and coverage between good and bad news will help the viewers develop a fair and all-rounded viewpoint on the world they are living in. Body 2. Như vậy là ổn rồi ha. Bây giờ mình đến conclusion này. Conclusion các bạn nhé. All right, conclusion. Thì mình sẽ chốt lại thôi. Mình sẽ nhắc lại những cái kiến thức hồi nãy mà mình đã nói. Rồi, ok. Rồi, ở phía trên này hồi nãy mình nói là body 1 của mình nói là những cái chuyện xấu nó nhiều quá nó làm cho người ta buồn. Những cái chuyện tốt nó làm cho người ta vui hơn và người ta có lý do sống. Đúng chưa? Đó, rồi, bây giờ mình thử nha. In conclusion, the overrepresentation of dùng chữ bad, sad, sad đi, saddening news can be devastating, anh dùng chữ khác đây, can be damaging to the mental state of many viewers and internet users in general. The press should not prioritize a certain type of news to doom their loyal viewers. Audience. Viewers, why? Instead, they should focus on a balance of good and bad. So citizen can comprehend their world as is. In conclusion, the over representation of saddening news can be damaging to the mental state of many viewers and internet users in general. The press should not prioritize a certain type of news to doom their loyal audience. Instead, they should focus on a balance of good and bad so citizens can comprehend their world as is. Rồi, ok. Khá là ổn, không sai gì về ngữ pháp cả. Rồi, vậy là chúng ta đã xong rồi đấy các bạn. Bây giờ thầy sẽ, các bạn nhìn kỹ lại nha, ở những cái chỗ viết này, nó sẽ thành những cái bài văn. Vậy thì thầy sẽ nhờ một bạn trong IELTS Fighter giúp các bạn gửi một cái file để các bạn có thể đọc cái bài viết hoàn chỉnh các bạn nhé. Đó, thầy đã soạn và thầy đã viết xong rồi. Và các bạn để ý thấy đi, thầy viết khá là nhanh là bởi vì cái phần viết của thầy đã có sự luyện tập một thời gian rất là dài rồi. Cho nên cái ngữ pháp của thầy và cái từ vựng thầy mới đảm bảo là thầy độ chính xác cao như vậy. Được chưa? Nhưng các bạn có thể bắt đầu bằng cách đó là đọc cái bài viết của thầy. Sau đó các bạn có thể là luyện tập theo, mình bắt chước, mình mô phỏng theo. Đó là mình khi mà mình viết ấy, mình hãy soạn từng đoạn thôi. Mình đừng có soạn hết tất cả các ý, trong hết tất cả các bài luôn. Sau đó mình viết thì nó sẽ rất là khó khăn bởi vì mình sẽ quên. Mình viết, mình soạn từng đoạn một rồi mình viết thì mình sẽ thấy rất là nhanh các bạn nhé. Ít ra đây là cái kinh nghiệm làm việc của thầy nha. Khi mà thầy làm bài ấy, thì thầy cảm thấy là cá nhân thầy sẽ rất hiệu quả nếu như thầy soạn từng đoạn. Thầy soạn từng đoạn rồi thầy viết, sau đó thầy soạn từng đoạn rồi thầy viết đoạn tiếp theo. Như vậy đối với thầy nó sẽ nhanh các bạn nhé. Rồi, thầy cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài chữa đề Writing Task 2 ngày hôm nay. Hẹn các bạn vào Writing Task 2 chữa đề ngày tiếp theo nhé. Rồi, bye bye các bạn nha. Ngày hôm sau thầy sẽ kiếm một cái đề thật là thú vị để cho các bạn cùng làm với thầy nha. Bye bye các bạn. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.